Ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm, sinh năm 1979, ngụ quận 10, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và Nguyễn Thảo N, sinh năm 2000, về hành vi hành hạ, ngược đãi và dụ dỗ xúi dục người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Sáng 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm của anh TMT, sinh năm 1993, về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu TNAT, sinh năm 2020, có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ xúi dục sử dụng trái phép chất ma túy. Anh T cho biết do mâu thuẫn nên vợ anh dắt theo hai con là cháu TNAN, sinh năm 2018 và TNAT, bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm. Đến cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin N sử dụng trái phép chất ma túy, anh T đã đến đón cháu bé lớn về, còn cháu nhỏ tiếp tục sống cùng mẹ. Ngày 22 tháng 3, anh T phát hiện clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu TNAT bị N và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo công an, đồng thời đăng tải trên các trang mạng xã hội. Clip gây phẫn nộ trên mạng, Bậm và N xóa tài khoản Facebook, đưa cháu TNAT bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác. Đến chiều 26 tháng 3, công an đã phát hiện Bậm và N khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Khám xét nơi ở của Bậm, công an phát hiện thu giữ 0,21 gram methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy, phát hiện Bậm và N dương tính với ma túy, riêng cháu TNAT âm tính với ma túy. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa cháu T đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.